Dư luận Corona. Biên tập và giọng đọc Hải Như. Những ngày gần đây, dư luận lại một lần nữa bão táp phong ba với virus nCoV. Tôi dám cá chắc rằng còn nhiều người chưa biết đánh vần tên loại virus này là gì: nCoV hay nCoV, vì hầu hết thông tin chúng ta chấp nhận đều là các bài viết trên Facebook. Vậy nhưng dù không hề biết cách đọc tên cũng như đặc điểm cấu tạo của loại virus này, có nhiều người vẫn biết nhà nước phải làm gì, thế giới phải làm gì, chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Qua sự việc này, tôi nhận thấy Việt Nam có rất nhiều nguyên thủ cấp quốc tế và hành tinh. Hãy cùng bỏ qua những điều mà nhiều người không biết để đến với những điều mà ai cũng biết qua một vài comment nào. Có một bài viết với nội dung châm biếm một thành phần nhỏ người Việt Nam lợi dụng sự việc bệnh dịch bùng nổ tại Trung Quốc, dùng những câu từ miệt thị xóa đi tinh thần truyền thống cao thượng, tương thân tương ái của người Việt Nam. Bài viết có sự so sánh với Thái Lan, người dân Thái đã có những lời động viên đến với Trung Quốc và Vũ Hán. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với comment đầu tiên. Tác giả của comment này đã nói là: vì đơn giản thằng Thái nó không bị thằng Tàu nhăm nhe hở ra là nuốt. Lịch sử thằng Thái đánh nhau với Tàu bao giờ nhiều bằng Việt Nam. Vậy nên đừng áp đặt cách suy nghĩ của thằng Thái vào dân Việt Nam. Làm tàu ngầm Trường Sa để làm cái gì? Tại sao với khách nước khác người Việt Nam rất niềm nở mà riêng với thằng Tàu dân Việt Nam lại cứ phải xù lông lên? Lịch sử đã chứng minh rõ. Admin của Pet đã trả lời rằng: vậy là ta đang sợ Tàu sao? Bao nhiêu lần chiến thắng nó rồi cơ mà. Tác giả của comment đã phản hồi lại là: không có tâm hại người, nhưng phải có tâm phòng người. Câu này không bao giờ cũ, nhất là với anh hàng xóm thân thiện. Cũng đúng. Này, người ta gọi là quân tử thì phòng thân, mà tiểu nhân thì phòng bị gậy. Thế nói chung là lúc nào mình cũng phải đề cao cảnh giác. Nói chung là cứ phải phòng bị trước. Cũng chẳng biết thằng nào đâu. Lại một bạn khác vào comment là: lại chẳng sợ. Thằng nào dám đứng lên hét to rõ ràng không sợ Tàu đấm xem nào. Nó lại chả vã cho quắn đít vào chứ không sợ. Cái này thì không hề sai. Đúng. Tại vì nó là một nước lớn. Nước rất là to, lại còn ở cạnh mình nữa. Mà nó lại rất là mạnh về kinh tế. Nó cũng mạnh về quân sự nữa. Mình không thể phủ nhận được cái sự mạnh của nó được. Tại vì các cái chỉ số này kia của nó, nó đứng top thế giới cơ mà. Một bạn khán giả đã reply lại câu bên trên như sau: nỗi sợ làm con người ta nhỏ bé đi đấy. Câu này rất là chuẩn nha. Sợ và cảnh giác là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Cái này thì lại càng đúng. Tại vì sợ thì nó khiến cho con người của mình lúc nào cũng cảm thấy là phải đau đáu về phía nó. Làm cái gì cũng không yên tâm. Làm cái gì cũng cứ phải nghĩ về thằng kia nó đang làm gì, nó đang nhìn mình à. Thế nhưng mà cảnh giác thì lại cái khác. Cảnh giác là mình chỉ đặt một cái sự chú ý, nó cũng không phải là không lớn, nhưng mà một sự chú ý vừa đủ vào cái hướng mà mình cần phải chú ý. Còn các cái còn lại thì mình vẫn cứ phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa, chính trị, quân sự như bình thường. Đúng là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Lại có một bạn khán giả khác vào comment lại: chốt lại mình gần anh ấy, mình dính quá nhiều đòn rồi, chả cần chiến tranh. Chỉ cần qua những lần giao tiếp bình thường, anh ấy dạy cho dân mình quá nhiều cách để ghét anh ấy. Thái Lan chả có điều kiện mà tiếp xúc với anh ấy nhiều, nên hình tượng của anh ấy đang đẹp như người trong mộng. Nhưng bản chất, dân Thái phần lớn chất phác thật thà. Cái này thì lại càng đúng nữa. Tại vì đúng là trong lịch sử thì số lần mà giao tranh với nước Việt Nam mình, hay hồi xưa gọi là nước Đại Việt đấy, là nhiều nhất. Thời nào cũng phải đánh Việt Nam một cái, gọi là thị uy đấy. Nhưng mà khổ nỗi là thị thì không thị được, cứ toàn thua. Cái comment này của một tác giả nhìn avatar trông cũng đẹp trai đấy. Đây. Nghe nặng mùi Trung Cộng, không tẩy chay Trung Quốc bám đít nó để ăn à. Định tẩy não người Việt à. Nói bậy thế nhở? Nói bậy thế này mà admin vẫn để lại à? Bên dưới có một bạn vào reply lại cái comment này như sau: thế tẩy chay Trung Quốc bằng cách nào? Mỹ nợ Trung Quốc ngập đầu kìa, giao thương với Trung Quốc lời hay lỗ? Giao thương với bọn Nhật, bọn Mỹ được gì trong những năm qua? Rất nhiều dấu chấm hỏi. Tác giả của comment này đã trả lời như sau: muốn lớn mạnh như Thái Lan, phải cương quyết như đất nước của họ, không dùng hàng Trung Quốc. Thái Lan nó không dùng hàng Trung Quốc à?
Nhưng cũng không hiểu lắm về cái định nghĩa hàng Trung Quốc ở đây nghĩa là thế nào. Có nghĩa là hàng mà hàng Trung Quốc nội địa, kiểu như là Huawei rồi mấy hãng của Trung Quốc ấy, hay là hàng made in China. Nếu mà made in China thì made in China thì thực sự là bây giờ tìm được cái đồ đấy nó rất là dễ. Ngược lại là tìm cái đồ nào made in cái nước không phải là China nó mới là khó. Nào, chúng mình cùng đọc xuống bên dưới comment nào. Đây, có một anh chàng đã reply lại cái iPhone là made in Japan đó với biểu tượng mặt cười. Thì chắc chắn là bạn ấy đang trêu anh bạn kia rồi. Tại vì iPhone thì chắc chắn là made in China rồi. Tất cả anh biết hết. Mở cái ốp lưng ra một cái là y như rằng ghi made in China luôn. Tôi không biết là liệu có cái iPhone nào nó ghi là made in US hay là made in Japan thật hay không nhỉ? Vì cả đời tôi dùng cũng khá iPhone rồi. Thế nhưng mà thực sự là chưa từng nhìn thấy cái iPhone nào made in Japan hay là made in cái nước nào khác Trung Quốc cả. Bạn nên học hỏi, đọc thêm nhiều nữa vào trước khi lên mạng ý kiến. À, thì chắc là anh bạn này muốn nói là chỉ bậy đây mà. Với cả ngôn từ nó không được hợp lý cho lắm. Mà cũng đúng là lý lẽ của các anh bạn mà đang chỉ bậy này nghe cũng không hợp tai một chút nào cả. Một bạn nữa vẫn trong cái series comment này. Đúng là phải chính kiến quan điểm rõ ràng. Bên Nga, trong ký túc xá một sinh viên bị sởi thui, đã cách ly ký túc không cho lên trường đi học, tiêm vaccine tất cả sinh viên trong ký túc. Cái vấn đề mà ở Nga với ở Việt với ở Trung Quốc này, nói chung là áp dụng vào với nhau thì nghe nó không hợp lý cho lắm. Các cụ đã có câu là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà thì mỗi cảnh. Theo mình là mỗi nước thì nó có một cái đặc điểm riêng. Chính vì thế cho nên là mỗi nước sẽ tồn tại một thể chế, một chính phủ. Mà không chính phủ nào, không thể chế nào mà nó giống nhau được cả. Vậy cho nên là cứ lấy y nguyên của nước này mà áp vào cái nước kia ấy, thì là cái điều không thể. Thì cũng giống như Nga thôi. Cái nước nào là việc của nước đấy, cứ áp dụng 100% vào thế thì nó gọi là giáo điều. Mang về cũng phải sửa sửa đi tí. Trả lời lại comment của cái bạn ký túc xá sinh viên kia thì một bạn đã viết là đấy là sởi. Ở Việt Nam không vậy hả bạn? Bạn này chắc là ý muốn bảo là cái dịch sởi thì như thế, còn dịch cúm thì khác à? Cũng ký túc xá một sinh viên bị làm sao đấy là cách ly ký túc không cho lên trường, người tiêm vaccine tất cả sinh viên ký túc à? Chắc không phải, Việt Nam làm gì có cái món này. Chắc bạn này là du học sinh bên Nga đây. Như vậy đã đủ hiểu bệnh truyền nhiễm nó suy nghĩ khác mình như nào. Vốn sởi, thủy đậu, phát ban, 3 chấm. Người Việt đã ngầm hiểu là ít nhất cũng bị một lần trong đời nên chả sợ gì. Cũng đúng, mấy cái bệnh mà bạn đọc tên là sởi, thủy đậu, phát ban này. Bản thân mình là hồi xưa thì cũng chưa bị bệnh nào cả. Mình hình như hồi xưa là bị mình chỉ bị phỏng dạ thôi. Sởi với thủy đậu với phát ban thì mình chưa bị bao giờ nên chả sợ gì. Thì mình thì cũng chả sợ gì thật đấy, tại vì có bị thì đi chữa, kiêng khem này kia kia nọ là được thôi, chứ còn cũng không đến mức mà hồi xưa thì mình cũng tiêm vaccine rồi. Ý của bạn này chắc là cái tâm thế phòng bệnh của người Việt Nam là rất là kém. Bạn kia reply lại là thì cách ly người bệnh để tránh lây nhiễm thêm mà. Tôi bị thủy đậu nên bị nhốt bệnh viện chuyên truyền nhiễm luôn. Phòng chỉ có cái lỗ đưa thức ăn. Quan trọng là có thể có những người bị bệnh nhưng chưa phát thì cũng nguy mà, lây lan rộng. Bạn này nói cũng ý này rất là đúng. Tại vì là như là cái khuẩn nCoV này thì nó phải ủ mất 2 tuần trước khi phát bệnh. Thì trong vòng 2 tuần đấy là bạn vẫn cơ thể khỏe mạnh bình thường và chạy lông nha lông nhông ra ngoài đường, lây bệnh cho rất nhiều người khác. Sau đấy 2 tuần khi mà bạn bắt đầu phát bệnh lên rồi, thì lúc đấy cũng là lúc mà mọi người đã từng tiếp xúc với bạn biết được là à thôi xong rồi, mình cũng dính bệnh rồi. Thế nhưng mà 2 tuần thì nó là cái khoảng thời gian rất là lớn, đủ để cho một người lây có thể là cũng khá những người thân xung quanh mình rồi. Người dân Việt Nam mình thì trước đến nay vẫn thường coi nhẹ rất là mấy cái bệnh này, tại vì thông tin thì ít, bây giờ thì thông tin thì lại nhiều nhưng mà theo cái chiều hướng là nó rất là tạp nham. Mình cảm giác như là có một cái thông tin về bệnh viêm phổi cấp này, thế nhưng mà người ta cứ phải bơm phòng bơm quá lên để khiến cho người dân hoang mang. Mà khi mà người dân đã hoang mang rồi thì xã hội sẽ bất ổn. Lúc đấy thì rất nhiều người được lợi, ví dụ như là bán khẩu trang y tế chẳng hạn. Với những cái bệnh mà nó chỉ là cảm cúm bình thường thôi thì ơi giời ơi, đi ra ngoài đường không khẩu trang có làm sao đâu, về hắt hơi sổ mũi tí, ốm được uống tí phi. Thế nhưng mà bây giờ nó là cái bệnh mà người ta truyền ở trên mạng ấy, là đang đi giữa đường lăn đùng ra chết toi luôn. Thế xong rồi các cái video
quay cảnh người nằm la liệt. Nhưng thực ra đây, cái cảnh nằm la liệt đấy là cảnh của một cái phim trường, phim zombie gì đấy. Xong rồi bảo là đây là tình trạng Vũ Hán sáng ngày bao nhiêu đấy. Thế là mọi người sợ bảo ôi dính con virus này, bảo là chết toi đấy. Thế là đổ xô đi mua khẩu trang. Thì bắt đầu hết là tăng tiền. Nói chung là mình thấy cái việc quan tâm đến sức khỏe là rất tốt. Thế nhưng mà cái thông tin nó phải đúng. Tiếp đến là một comment, bạn đã viết rằng là người Việt thua người Thái ở mặt bằng chung dân trí và văn hóa. Chấm. Giới tinh hoa và học giả Việt thì không thua Thái. Cái này rất là đúng nha. Bên dưới ngay là có một comment. Hịn đấy. Chấm. Dân trí và văn hóa bảo là thấp hơn thì cũng không phải. Tôi nghĩ là nên dùng từ phức tạp thì đúng hơn. Và trong một vài năm tới thì khi mà đất nước phát triển đi lên rồi thì mặt bằng chung về dân trí văn hóa cũng sẽ đi lên cùng. Lúc đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy những người Việt Nam mà sẽ tồn tại những cái dáng dấp, những cái hình bóng của con người xã hội chủ nghĩa tương lai. Tôi vẫn hy vọng là vậy. Và tôi nghĩ là nó sẽ thành hiện thực. Qua một bài, có một bài tút trên Facebook và những comment xuôi chiều cũng như trái chiều phản bác, tranh luận với nhau ở bên dưới thì chúng ta có thể thấy được là sự quan tâm của cư dân mạng đến với vấn đề viêm phổi cấp đã nóng như thế nào. Dù gì đi nữa, thế giới vẫn đang đối mặt với hiểm họa. Và đây cũng là lúc cần chúng ta chung tay góp sức. Trong nước là tinh thần đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ và cảm thông. Với nước ngoài là tinh thần cao thượng, giúp người cũng là giúp mình. Bỏ qua những xích mích, chung tay góp sức để dập tắt dịch bệnh trên phạm vi toàn thế giới. Chúc cho nền y tế Việt Nam vẫn sẽ là cọn cờ đầu trong phong trào phòng chống bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Có thể bạn chưa biết, xin chân thành cảm ơn. Chào thân ái và hẹn gặp lại.